Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Nửa, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IROPOTY, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Với dự án video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Icon. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Con bot này thì nó hơi chậm một chút, anh em chịu khó chờ nhé. Ui, nó còn gửi một cái ảnh nữa này. Rồi, tiếp theo là gì đây? Bot hơi rác nhỉ. Rồi, chúng ta gì kia? I am in. Này còn chào hỏi nữa. Các bạn chờ một chút nhé. Chúng ta sẽ gửi email này. Bot khá chậm. Nói chung các bạn cần phải chờ đợi khoảng 1 phút. Mình không muốn tạm dừng video để cho anh em xem cái tốc độ của cái con bot. Bây giờ gửi địa chỉ về MetaMask. Ta copy phần địa chỉ ví và các bạn paste đây. Rồi, bây giờ gửi username của Twitter, ta gửi username Twitter nó nhé. Tiếp theo gửi tài khoản VK. VK profiling này, các bạn chưa có tài khoản, ta tạo tài khoản ở trên VK nhé. Đây là một mạng xã hội của Nga phát triển. Hiện nay thì bên Nga thì chủ yếu người ta dùng mạng xã hội VK này. Chúng ta về từng nhà. À nhỉ. Rồi để mình thử thế này. No được không dùng, quên hết rồi. Trang của tôi, chúng ta vào trang của tôi đây. Đây rồi, đây, lấy profiling này. Thế đây. Rồi VK được chấp nhận. Ok, xác nhận đi. Rồi chúng ta ăn vào get spoil. Đấy, bây giờ nhiệm vụ thì nó sẽ hiện ra. Chúng ta join vào kênh Telegram này. Ok, chúng ta trở lại. Chọn đôn này. Tiếp tục ấn vào get spoil. Subscribe kênh VK của nó này. Nạc à? Get cái này lên. Supply VK, ấn vào VK không ra này. Twitter ấn cũng ra này. Chờ một tí anh em nhé. Đây là video đấy. Bọt là phá trường. Rồi mình sẽ mở luôn cả hai kênh này ra luôn. Đây follow rồi. Xác nhận rồi, đăng ký này, ta nút đăng ký nhé. Cái này đi là đâu nhỉ? Không, không phải cái này, đăng ký là được rồi. Rồi, bây giờ ta nút đôn này. Ồ, tần tạm cái toy đây. Sang với Twitter chúng ta cũng làm tương tự là nút đôn đây. Ơ, follow rồi mà. Vãi trưởng một là. Có lâu rồi hay là nó không nhận diện được nhỉ, để tớ kiểm tra lại thôi này. VK nickname có lâu rồi mà chắc nó chưa kịp nhận diện rồi. Cuối cùng thì test cũng hoàn thành. Chúng ta vào get toy, nó sẽ có nhiệm vụ là make mất một cái report ở trên pinpot, là make pinpot ở trên pinpot, pinpot đây này, nút cái biểu tượng chia sẻ, ta ấn vào phần trên từng nhà của bạn này. Chia sẻ ghi chép này. Rồi chờ một tí luôn đây, hơi lag đúng không ạ. Ta tiếp tục ấn vào get spoil. Không, nhiệm vụ với Twitter nữa xong thôi. Được rồi.
Bót lại đơ rồi. Bót hơi kiểm tắm anh em ạ. Make retweet. Đây, chúng ta thực hiện một cái phần retweet đối với cái bài đăng. Ta chọn đôn. Retweet Adpost ở đây. Các bạn chờ tí nhé, nó chưa kịp cập nhật đâu. Rồi, ok. Nó không nhận thì tớ sẽ có cách. Flow tít xem là có được không? Phải nhận. Rồi ok xong rồi. Bây giờ sang xóa cái bài flow tít thì không có tít tờ rồi này, nó quét cũng mạnh, rất là nguy hiểm. Đi nít này. Rồi bây giờ chúng ta có thể ấn vào phần rapper item. Trong đây thì chúng ta sẽ có link dev và bạn này chia sẻ về thân dev chúng ta. Còn phần nhiệm vụ thì chúng ta thấy là chúng ta cũng đã xong hết rồi. Bây giờ thì các bạn link dev và chia sẻ về thân dev chúng ta thôi. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ thêm một trình iLoop nữa có tên dự án có tên là Incore. Đây là một trình iLoop với một nền tảng ứng dụng. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.